Mách 12 con giáp, cách để trở thành ngôi sao trong mắt đồng nghiệp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong môi trường công sở, việc giao tiếp khéo léo, chiếm được thiện cảm của đồng nghiệp là một vấn đề rất quan trọng. Bởi lẽ, bạn không thể một mình tạo nên thành công mà không cần tới sự giúp đỡ, ủng hộ từ sếp, đồng nghiệp, bạn bè hoặc những ai có liên quan đến công việc của bạn. Hầu hết, chúng ta đều hiểu rằng khi có sự tin tưởng, yêu mến từ mọi người xung quanh thì nếu cần sự giúp đỡ từ họ cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dẫu vậy, không phải ai cũng biết cách tạo thiện cảm với người khác khi giao tiếp. Vậy làm thế nào để trở nên dễ mến hơn trong mắt mọi người, tạo nền tảng cho sự nghiệp của bạn sau này? Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tham khảo cách 12 con giáp gây thiện cảm nơi công sở ra sao trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Tuổi Tý. Nếu người tuổi Tý muốn gây được thiện cảm với mọi người nơi làm việc, bạn phải năng động và siêng năng hơn nữa. Thực tế, những chú chuột khá lười biếng trong cuộc sống, con giáp này sẽ chỉ bắt tay vào làm khi có người sắp xếp công việc sẵn trước mắt cho mình. Còn nếu không có ai làm việc đó, họ sẽ tranh thủ mọi cơ hội để biếng nhác, trốn tránh trách nhiệm. Nhưng cũng chính tật xấu này của bản mệnh chắc chắn sẽ khiến những chú chuột không được lòng đồng nghiệp. Dẫu sao thì môi trường công việc là nơi ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, sẽ không có chỗ cho những kẻ lười biếng, ham chơi hơn ham làm. Trong khi tất cả mọi người đều bận rộn, nếu tuổi Tý lười nhác thì sẽ khiến cho đồng nghiệp cảm thấy không công bằng. Chỉ khi bạn trở nên bận rộn, chăm chỉ và thỉnh thoảng cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp một tay, thì hình ảnh của bạn sẽ trở nên đáng mến trong mắt mọi người. 2. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu vốn không thích và cũng không giỏi nói chuyện, cho nên các mối quan hệ của con giáp này nơi công sở rất hẹp, chỉ giới hạn ở một vài người hay tiếp xúc hoặc làm việc chung. Có lẽ cũng chính vì thế mà những chú trâu hay bị nhận xét là người nhàm chán. Cho dù có là nhân viên lâu năm thì vẫn chẳng thân cận với quá nhiều người. Mỗi khi người khác đang trò chuyện hay tranh cãi ngút trời, con giáp này hiếm khi tham gia vào, luôn lẳng lặng lắng nghe và chỉ lên tiếng khi có ai đó yêu cầu, có nói thì cũng rất ít. Cũng chính vì thế, nếu bạn muốn cải thiện hình ảnh của mình ở nơi làm việc, bạn phải hòa đồng, sôi nổi và nhiệt tình hơn trong tập thể. Hãy cứ yên tâm rằng bạn cũng có rất nhiều ưu điểm và mặt hài hước chưa được khai phá. Hãy cứ tự tin thể hiện con người thật của mình cho người khác hiểu về bạn hơn. 3. Tuổi Dần. Với những người thuộc tuyết mạnh mẽ, độc lập như người tuổi Dần, trong bất cứ việc gì, đặc biệt là trong các dự án hợp tác, con giáp này cũng luôn nắm giữ vai trò chủ đạo. Mặc dù có sự chủ động và tinh thần hăng hái như vậy là tốt, song chỉ có điều, đôi khi những chú hổ lại chỉ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Cũng bởi bản mệnh quá tự tin vào bản thân nên cảm thấy ý kiến của mình là nhất, đề xuất của người khác đều không thích hợp. Mà nếu cứ thích làm như vậy thì bạn rất dễ đắc tội với người khác, khiến hình ảnh của bản thân trở thành kẻ kênh kiệu, kịch cỡm trong mắt đồng nghiệp. Để có thể tạo thiện cảm ở nơi làm việc, hãy nhớ rằng đừng nên quá độc đoán, học cách kiên nhẫn và lắng nghe nhiều hơn trong quá trình hợp tác với người khác. 4. Tuổi Mão. Tuổi Mão thực tế là người rất hay đùng đỉnh, làm mọi thứ một cách từ tốn và chậm rãi. Con giáp này gây ấn tượng là người luôn rất bình tĩnh, hiếm khi lo sợ trước sóng gió mà luôn điềm đạm để giải quyết từng việc một. Tuy nhiên, sự đùng đỉnh đó của những chú mèo đôi khi lại trở thành dê da, nhất là khi làm việc trong tập thể, trong khi người khác đều đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ thì bản mệnh lại vẫn cứ chậm chạp mãi không xong. Không ít lần, không chỉ bản thân tuổi Mão mà cả nhóm phải làm thêm cũng vì nguyên nhân này. Cứ như vậy, cho dù tuổi Mão có thái độ đối xử rất tốt với mọi người đến đâu thì lâu ngày cũng sẽ khiến người khác khó chịu vì cách thức làm việc của bạn. Nếu muốn gây thiện cảm với đồng nghiệp, bạn buộc phải nâng cao năng lực để có thể theo kịp tiến độ chung.
Đừng để bản thân trở thành người kéo chân mọi người lại. 5. Tuổi Thìn. Nguyên nhân khiến người tuổi Thìn mất điểm trong mắt đồng nghiệp chính bởi cái tính keo kiệt. Con giáp này là người có tâm hồn ăn uống rất phong phú, cho nên bạn cũng tích trữ rất nhiều đồ ăn vặt để ăn khi buồn mồm. Nhưng tiếc rằng, những chú rồng lại hoàn toàn không hiểu rằng đôi lúc mình nên chia sẻ đồ ăn với đồng nghiệp thay vì ăn một mình. Thực ra, không phải lúc nào đồng nghiệp cũng nhận lời ăn chung với bạn, nhưng một lời mời cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu. Bởi ở nơi làm việc, đồ ăn cũng có tác dụng gắn kết tình cảm. Ai biết chia sẻ đồ ăn với mọi người xung quanh thì sẽ rất dễ tạo được thiện cảm với đối phương. Cho nên, tuổi Thìn hãy học cách rộng lượng. 6. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là người của gia đình điển hình, cho nên vừa tan làm cái là họ lao ngay về nhà, chứ rất hiếm khi tản ngang, tản dọc, sẽ đi lung tung. Cũng bởi vậy, mỗi khi công ty có hoạt động team building để gắn kết mọi người, con giáp này thường từ chối không tham gia vì cho rằng những hoạt động đó phiền phức quá, không thoải mái bằng việc nằm trên ghế sofa ở nhà chơi điện thoại. Nếu cứ tự tách bản thân ra khỏi tập thể như vậy, sớm muộn gì bạn cũng tự tay cô lập chính mình. Cách tốt nhất để gây thiện cảm nơi làm việc với tuổi Tỵ chính là hòa nhập với mọi người nhiều hơn, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, xây dựng tình cảm với đội nhóm. 7. Tuổi Ngọ. Sở dĩ người tuổi Ngọ không giành được nhiều thiện cảm nơi công sở cũng bởi cái tôi cá nhân của họ quá lớn. Không thể phủ nhận, những chú ngựa là mỗi người độc lập, quyết đoán điển hình. Cho nên, họ đều chỉ thích làm mọi thứ một mình, cảm thấy không thoải mái lắm khi hợp tác với người khác. Bởi con giáp này cho rằng, làm một mình mới sẽ phát huy năng lực, còn nếu kết hợp với người khác thì sẽ không thể bộc lộ được tiếng nói của riêng mình. Tuổi Ngọ còn cảm thấy người khác đang kìm hãm mình, nên luôn tránh xa, bắt tay, hợp tác làm việc chung. Môi trường làm việc vốn là nơi thể hiện tính gắn kết tập thể. Ai cũng có bản sắc riêng, nhưng điều quan trọng là mọi người biết dung hòa cái riêng để thành cái chung. Nếu bản mệnh vẫn tiếp tục một mình, một ý, tự tách mình ra như vậy, thì đừng trách sao đường công danh mãi cập kênh. Hãy làm cho mọi người cảm thấy rằng bạn rất dễ hòa đồng, dễ ghi điểm trong mắt đồng nghiệp. 8. Tuổi Mùi. Cách làm việc của người tuổi Mùi thường rất tùy hứng, không tuân theo bất kỳ nguyên tắc cố định nào. Ngay cả vấn đề chuyên cần cũng thể hiện rõ điều này khi những chú dê thường đến muộn, về sớm là chuyện thường hay xảy ra. Một số người cho rằng những chú dê rất cá tính, phóng khoáng. Những quy định của công ty đặt ra để mọi người tuân theo, không ai là ngoại lệ. Sự tùy hứng của con giáp này lâu dài sẽ chỉ khiến người khác nghĩ rằng bạn là người vô tổ chức, không tôn trọng quy định chung và dần xa lánh bạn. Vì vậy, con giáp tuổi Mùi có thể thử cải thiện thiện cảm của mọi người xung quanh với mình, bắt đầu bằng cách tuân thủ quy định chung. 9. Tuổi Thân. Những người tuổi Thân rất giỏi nịnh nọt và luôn được lòng lãnh đạo. Bằng những cách khôn khéo đó, con giáp này có thể dễ dàng dành về cho bản thân một vài thời cơ tốt hơn người khác, nên dễ dàng được thăng chức, tăng lương mà không cần phải vất vả quá nhiều là điều dễ hiểu. Nhưng đồng nghiệp đương nhiên sẽ không thích một người luôn đi cửa sau như vậy. Mọi người sẽ cho rằng con giáp này không nỗ lực thật, không cạnh tranh công bằng. Cho nên, cách để tuổi Thân gây thiện cảm với đồng nghiệp là hãy thân thiết với đồng nghiệp hơn thay vì chỉ chăm chăm lấy lòng lãnh đạo. 10. Tuổi Dậu. Trong công việc, người tuổi Dậu luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và tập trung rất cao. Những điều đó thể hiện rất rõ ngay trên gương mặt của những chú gà. Có lẽ vì thế mà con giáp này thường mang bộ mặt khó đăm đăm, khiến người khác có phần e dè khi nói chuyện với bạn. Đối phương luôn có cảm giác rằng một giây tiếp theo con giáp này sẽ phát ngôn câu gì đó rất khủng khiếp, đại loại như chê trách hay phàn nàn về mình chẳng hạn. Vì vậy, những chú gà cho dù không thực sự làm mất lòng ai, nhưng họ vẫn không được lòng nhiều người. Nếu muốn thay đổi tình trạng này, bạn hãy cười nhiều hơn để mọi người cảm nhận nguồn năng lượng tích cực thì tự nhiên sẽ có thiện cảm với bạn. 11. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất là kiểu người chỉ chăm chăm làm việc của mình, tỏ ra khá bàng quang và thậm chí là khinh khỉnh với những việc không liên quan đến bản thân. Con giáp này chỉ quan tâm đến những thứ trong tay mình, cố gắng bằng hết khả năng. Khi người khác gặp khó khăn, tuổi Tuất thường sẽ mặc kệ, chẳng bao giờ quan tâm và không bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ áp lực
hay rắc rối chung với người khác. Đôi khi đối phương lên tiếng nhờ vả thì con giáp này cũng nhanh chóng phớt lờ hoặc lấy lý do là đang bận để từ chối. Vì vậy, muốn tăng thiện cảm ở nơi làm việc, bạn phải giúp đỡ đồng nghiệp nhiều hơn. Giúp người sẽ được người giúp lại. Cho dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể lúc nào cũng làm tốt mọi thứ một mình. 12. Tuổi Hợi. Nhược điểm của người tuổi Hợi là quá nhanh mồm nhanh miệng, nên đôi khi nói mà không suy nghĩ. Điều không nên nói đều lơ miệng nói ra hết mà không hề ý thức được rằng mình vừa mới va miệng. Con giáp này luôn nói những gì họ nghĩ ra. Ban đầu mọi người có thể nghĩ rằng đó là do sự thẳng tính, nhưng lâu dần lại vô tình làm mất lòng đồng nghiệp. Vì vậy, nếu bạn muốn gây thiện cảm với đồng nghiệp của mình, bạn phải hiểu đạo lý rằng bệnh tật từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra. Trước khi nói gì cũng nên suy nghĩ kỹ càng, chớ nói bậy, nói vạ rồi bào chữa rằng đó là thẳng tính. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình.